Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video này mình sẽ tiếp tục để làm một video để hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn cách để dựng được một bức vách TV phòng khách trên phần mềm SketchUp chi tiết và tỉ mỉ nhất. Để làm sao mà những anh thợ mới bắt đầu vào nghề có thể vẽ lên được một cái mô hình gửi cho khách hàng, để khách hàng có thể tưởng tượng được cái bức vách mà mình cần làm cho khách hàng nó sẽ ra như thế nào. Và khách hàng cũng có thể nhìn vào bức vách đấy để chấn chỉnh lại về cái bố cục của bức vách TV phòng khách mình chuẩn bị làm. Và trong quá trình mà em chia sẻ video thực sự hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn và mới nhất bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và trên video anh chị đang thấy là một bức vách bên em vừa thi công xong, và em sẽ lấy cái bức vách này để làm mẫu cho tất cả anh chị và các bạn thực hành vẽ trên cái phần mềm SketchUp em chuẩn bị giới thiệu. Như mọi người đang thấy đây là một phần mềm SketchUp. Tùy vào cái cấu hình máy của anh chị và các bạn thì tải một cái phần mềm vẽ nào phù hợp nhất để có thể dựng được hình. Trong cái video này thì em đã import một cái ảnh mẫu từ bên ngoài vào trong phần mềm này, anh chị có thể nhìn thấy đây, để có thể dựng hình theo cái ảnh mẫu này. Đấy, và anh chị mới bắt đầu vào nghề mà chưa thành thạo trong cái quá trình vẽ vời này thì hãy xem chi tiết mà cẩn thận, đừng bỏ qua một cái chi tiết thao tác nào mà sau này anh chị làm nghề sẽ không làm được. Đấy, và cũng như những anh khách nào mà đang tìm kiếm những cái đội thợ thiết kế cũng như là thi công chuyên nghiệp mà chưa tìm ra thì cũng có thể nhìn thấy video này để có thể tham khảo đơn vị sản xuất và thi công phù hợp nhất cho gia đình mình. Ok, và em sẽ vào chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là thực hành vẽ một bức vách TV phòng khách kết hợp giữa tấm ốp lam sóng, tủ rượu, tấm vân đá và cái kệ TV như này. Và chỉ mất, nếu em vẽ nhanh cái bức vách này thì nó chỉ mất trong vòng 15 phút thôi. Nhưng trong video này thì em hướng dẫn nên thời gian nó cũng sẽ là dài hơn, nên anh chị cần phải kiên nhẫn xem hết video anh chị nhá. Ok, cái lệnh đầu tiên để anh chị có thể dựng được một cái hình này thì sẽ có một cái lệnh mang tên là lệnh R trên bàn phím của anh chị và các bạn. Đấy, anh chị có thể bấm gõ chữ R thì nó sẽ ra một cái mũi tên này, hoặc anh chị có thể kích vào cái nút hình vuông này có đường gạch chéo ngang trên cái thanh công cụ để anh chị có thể vẽ được một cái hình chữ nhật. Và điều đầu tiên được để vẽ được một cái bức vách như thế này thì anh chị cần phải xác định được cái chiều dài và chiều rộng của bức vách này cần làm nó sẽ là bao nhiêu. Thì cái bức vách trước đây em đang làm thì nó sẽ có chiều rộng của bức vách này là 4m2 và chiều cao nó là 2m9. Chính vì vậy trên phần mềm thì anh chị cũng sẽ phải vẽ được một bức vách tương tự như thế này để có thể cân xứng với cái bản vẽ của mình. Ok, điều đầu tiên, bước một quan trọng nhất là bước lấy kích thước của bức vách. Đấy, anh chị cần phải đo chiều dài và chiều rộng của bức vách này xem nó sẽ có diện tích như thế nào thì mới đưa lên được bản vẽ anh chị nhá. Ok, em sẽ vẽ thao tác cho anh chị xem là anh chị bấm lệnh R. Chiều dài nó sẽ là 4m2 với là 4200 và chiều rộng của bức tường nó sẽ là 200. Ok, như vậy nó sẽ ra chiều dài, chiều rộng của một bức tường đây. Tiếp đến chiều cao 2m9 thì anh chị cần phải dùng lệnh gì? Đấy là lệnh P. Anh chị gõ lệnh P trên bàn phím của anh chị và các bạn. Và sẽ put lên nó một chiều cao, đấy là 2900. Ok, như vậy chúng ta đã có một bức tường. Đấy, rất là dễ luôn anh chị nhá. Và anh chị có thể nhìn thấy trên cái ảnh mẫu này nó sẽ có một cái hốc âm này sẽ bị thụt vào trong khoảng tầm 10 phân. Thì làm sao để vẽ được nó? Đấy, nó rất là quan trọng và chi tiết này. Ok, và chúng ta cùng phân tích nhé. Như cột lam sóng bên này nó sẽ rộng ra tầm 80, bởi vì cái tủ này nó sẽ rộng 80, nên hai cái này nó sẽ phải cân nhau thì nó mới cân xứng được một bức vách. Váy lam sóng trên này sẽ giật xuống 50 là hợp lý anh chị nhé, tầm 40 hoặc 50. Thì để anh chị có thể lấy chính xác được cái tỷ lệ này thì anh chị có thể dùng một cái lệnh gọi là lệnh T trên bàn phím và kéo ra kích thước chiều rộng là 800. Ok, bên này cũng như vậy anh chị nhá, 800. Và từ trên trần xuống sẽ là 500 cho cái váy. Ok, như vậy là anh chị đã xác định được cái khoảng không này là một cái hố âm sâu vào trong tường 10 phân như trên ảnh thi công đây. Đấy,
Tiếp đến anh chị sẽ sử dụng một cái lệnh R tiếp theo để anh chị vẽ một cái hình chữ nhật vào cái kích thước chúng ta vừa xác định được. Tiến hành dùng lệnh P để put nó vào 10 phân. Ok, như vậy là chúng ta đã có hình dáng của một bức vách cần thi công. Đấy, rất là dễ luôn anh chị nhá. Sau khi tiến hành tạo ra một cái khung sườn như thế này thì anh chị cần phải gờ nó lại, make component lại để nó sẽ không bị dính với các chi tiết khác anh chị nhá. Ok, như vậy chúng ta đã có một bức tường. Bức tường thô khi nhà mới khi anh chị mới đến thì nó sẽ như thế này, nó là một bức tường thô như thế này. Đấy. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm đấy là cần phải tham khảo được mẫu lam nào mà khách hàng lựa chọn để áp dụng được vào cho bức vách này. Sẽ có rất là nhiều kích thước lam. Nhưng ở đây mình sẽ sử dụng cái loại lam mà khách hàng hay sử dụng nhất, đấy là bản lam có chiều rộng 20, chiều dài 3m và chiều dày của tấm lam nó sẽ là tầm 20 phân. Đấy, và những cái tấm lam này nó sẽ đan xen nhau là một tấm, một miếng dày, một miếng mỏng, một miếng dày, một miếng mỏng, và sẽ có thành 3 lam. Ok, và em sẽ vẽ cho anh chị xem luôn này. Đấy. Đầu tiên để vẽ được cái thanh lam đấy, anh chị cần phải sử dụng một lệnh R. Đấy, bấm lệnh R trên bàn phím điện thoại, bàn phím máy tính. R nha anh chị nhá, để anh chị có thể vẽ được cái đường một, để anh chị có thể vẽ được thanh lam này. Như anh chị đã biết thì cái thanh lam nó sẽ có một cái thanh mỏng và một thanh dày. Thì thanh mỏng đầu tiên nó sẽ có kích thước đấy là chiều rộng 23 và chiều dài thì nó sẽ dài bằng cái khổ 2m9 của cái nhà mình, của cái chiều cao của cái không gian mình định thi công. Thì ở đây mình sẽ cho kích thước của nó vào là 23,2900. Độ dày mình sẽ put lên, dùng lệnh P put lên 3 ly và make component lại. Đấy. Ok, tiếp theo cái thanh lam, cái sọc lam thứ hai trong một thanh thì nó sẽ có chiều rộng là 41 và chiều cao của nó cũng là 2m9. Chiều dày của cái sọc thứ hai này nó sẽ put lên tầm khoảng 20 phân, 20 ly anh chị nhá, cũng dùng lệnh P và sau đấy cũng make component lại để những cái chi tiết nó tách rời với nhau. Ok. Như vậy chúng ta đã có được một thanh dày, một thanh mỏng của một cái tấm lam. Và một tấm lam thì nó sẽ có 6 cái miếng như thế này. Đấy, có nghĩa là một tấm mỏng, một tấm dày này. Thì mình sẽ copy cả hai cái vào. Đấy, mình sẽ copy cả hai cái vào. Mình nhân 2 lên, ok. Như vậy chúng ta đã có một tấm lam hoàn chỉnh, nó sẽ như thế này. Đấy, một tấm thanh lam hoàn chỉnh nó sẽ như thế này nhá. Sẽ có 6 thanh, trong đấy có 3 thanh mỏng và 3 thanh dày. Đấy. Chúng ta quay về bản vẽ. Bản vẽ ở đây thì người ta sẽ bố trí đấy là 6 thanh lam, có nghĩa là 2 tấm lam. 2 tấm lam một bên và bên này là một tấm lam, ở giữa là một cái sọc đen. Đấy, mình phải phân tích bản vẽ nhá để mình có thể vẽ theo một cách chính xác và chi tiết nhất. Thì ở đây mình sẽ copy một cái tấm lam này. Đấy, copy một cái tấm lam này. Anh chị dùng lệnh M để di chuyển và Ctrl để trả lại cái tấm lam đầu tiên và copy sang thanh lam, tạo thành thanh lam thứ hai. Ok. Rất là đơn giản đúng không anh chị và các bạn? Tiếp theo thì anh chị mình lại quay lại bản vẽ này. Đấy. Bản vẽ ở đây nó sẽ một miếng đen và trong này sẽ là một thanh lam. Chính vì vậy anh chị cần phải copy một thanh lam tiếp theo vào cái mép ngoài cùng này. Vào cái mép ngoài cùng này này. Đấy, thì em sẽ tiện đây em sẽ copy sang luôn nhá. Ok. Ok anh chị, và như vậy mình đã có được một cái cột lam như thế này. Và tiếp đến cái lòng trong này nó sẽ là lòng đen. Thì mình cũng sẽ vẽ một cái tấm màu đen vào trong này. Màu đen trong này nó là giải alu hương đen anh chị nhá.
cũng dùng lệnh giờ anh chị này. Và độ dày của giải alu này nó cũng chỉ đến 3 ly thôi anh chị nhé. Và cũng make component lại để các chi tiết nó sẽ tách rời lại với nhau. Ok, rất là đơn giản đúng không anh chị? Như thế này chúng ta đã có một bên của cột làm sóng. Đấy, nhìn như thế này thì nó cũng đang rất là sơ sài đúng không ạ? Thì sau này chúng ta còn đổ màu vào nữa. Ok, chúng ta sẽ tiến hành vẽ tiếp cái giải váy này với chiều cao là 50cm. Đấy, để vẽ được cái váy này nó cũng tương tự như vẽ những cái tấm lam vừa rồi thôi anh chị nhá. Cũng dùng lệnh R, rộng 23 và cao là 50cm, 23,500. Ok, P lên 3 ly, G lại. Tiếp đến cũng dùng lệnh R, 41,500, 20, G lại. Đấy, vẽ thanh ngắn này nó sẽ tương tự như những thanh dài này. Và chúng ta copy để nhân bản lên. Không phải mất công để mình vẽ từng thanh một nữa đâu anh chị nhé. Đấy, dùng lệnh M di chuyển, dùng lệnh Control để trả lại. Mà ở đây sẽ có tầm khoảng 40 thanh, nên mình sẽ nhân lên thành 40x. Ok, rất là chi tiết, rất là chuẩn luôn anh chị này. Đó. Ok chưa? Chỉ cần một hai thao tác thôi thì cái vách TV này cũng đã sắp sửa hoàn thành. Ok, như mọi người đang thấy ở đây nó hơi dài này, nhưng cũng không sao anh chị nhé, bởi vì trong cái khoảng này thì sau này nó sẽ có kệ che hết đi rồi, nên là cũng sẽ không ảnh hưởng gì về vấn đề này. Ok, nhưng ở đây thì mình sẽ xóa đi một thanh này, thanh thừa. Hút cái thanh này một tí này. Ok, như vậy thì mình đã xong được hai cái phần cột và phần váy rồi. Phần thứ ba là phần tủ đấy. Phần tủ này là phần rất là quan trọng này. Nếu như mà anh chị nào mà không phải là trong nghề thì vẽ phần tủ này nhiều khi nó rất là khó khăn luôn. Đấy, nhiều khi vẽ phần tủ này nó rất là khó khăn anh chị nhá. Đấy, nên là anh chị mà xem không kỹ, không chi tiết thì sẽ không bao giờ vẽ được. Ok chưa? Ok, và cái phần thứ hai là phần quan trọng nhất mà bên mình cần phải làm. Đấy là vẽ được một cái tủ. À, mà tủ mình sẽ để sau nhá. Mình sẽ vẽ hoàn thiện cái này trước này. Đấy, cái khu vực này anh chị này, cái khu vực bên trong này này. Ok chưa? Khu vực bên trong thì nó sẽ có hai cái giải màu như này. Thì nhiều người không biết đây là giải màu gì thì do kỹ thuật của mỗi người thôi, tư duy của mỗi người thì áp dụng những cái vật liệu nào phù hợp với cái những cái màu này thôi, chứ nó không có ba rem để anh chị có thể làm theo nó đâu nhá. Chẳng hạn như ở đây thì mình đang áp dụng đấy là tấm nano bản rộng 40, hai bên sẽ là bản rộng 40 và ở dưới này nó sẽ cao lên tầm khoảng 450 gì đấy. Đấy, cái này là do tư duy kỹ thuật của mỗi người thôi. Làm lâu thì anh chị sẽ có kinh nghiệm. Đấy. Ok, em sẽ vào vẽ luôn cái phần trong này. Và cái phần tủ này thì em sẽ để vẽ sau. Đây, mình trước khi mình vẽ thì mình cần phải chia tỷ lệ này. Cho ra 400. Bên này cũng sẽ 400 anh chị nhé. Ok, trên này mình sẽ cho lên 700. Đấy, sau này cái kệ tivi mình nó sẽ nằm ở bên dưới này. Ok, như vậy là mình đã định hình được cái giải đen nó sẽ nằm bao quanh như thế này. Và ở trong này nó sẽ lòng vân đá. Đấy. Ok, bây giờ cách vẽ như thế nào đúng không ạ? Thì rất là nhiều đang quan tâm đến cái khúc này này. Rất là dễ luôn này, anh chị cũng sẽ sử dụng lệnh R này. Lệnh R để anh chị vẽ được nhé. Đấy, cần vẽ đây.
giờ. Ok, và nối cái này lại với nhau. Anh chị có thể xóa những cái cạnh thừa này. Ok, như vậy là mình đã xong cái dải đen mà như trên ảnh, và nó cũng chỉ có độ dày tầm khoảng 1 phân thôi anh chị nhé, có lại 10 ly đấy. Và anh chị make component lại. Ok, rất là hay đúng không ạ? Đấy, như vậy là mình đã xong cái dải đen này này. Đấy, cái dải đen này nhá, cái dải đen bao quanh này này. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ còn lại là tấm vân đá nằm trong lòng này. Đấy, tấm vân đá nằm trong lòng. Thì ở đây mình sẽ chia đôi cho nó đẹp anh chị nhá. Mình sẽ xem kích thước là bao nhiêu thì mình sẽ chia đôi nó thôi. Đây, 1m8 thì mình sẽ chia đôi ra thành 90 phân. Ok. Và tiến hành vẽ tấm vân đá cũng dùng e lệnh R để vẽ hai tấm vân đá đối xứng nhau. Và tấm vân đá nó cũng chỉ dày lên 3 ly thôi anh chị ạ. 3 ly. Và cũng phải make component lại để cho các chi tiết nó không bị dính nhau. Copy tấm vân đá vừa vẽ xong sang bên cạnh. Ok. Đấy, và như vậy thì mình đã hoàn thành xong những cái bước cơ bản để vẽ được cái phần lam sóng này, vân đá và cái nano quanh tấm vân đá này. Và bây giờ mình sẽ đổ màu cho anh chị xem luôn nhá. Mình sẽ đổ màu luôn này. Mình sẽ đổ màu luôn. Đấy. Cái phần đổ màu này thì mình sau này mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn. Hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách vẽ thôi. Nên cái phần đổ màu này mình sẽ làm nhanh. Mình sẽ làm nhanh để cho anh chị có thể theo dõi kịp. Đấy, mình sẽ lấy một cái màu bất kỳ. Đấy, đây là màu kem. Ok. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái phần đổ màu này nó cũng là một cái phần nó rất là quan trọng. Nhưng mà mình sẽ làm trong video sau nhé. Video này mình sẽ không hướng dẫn cái phần đổ màu này đâu. Ok. Và đây là dải đen. Mình sẽ chọn sang màu đen. Đấy. Trong này là màu vân gỗ này. Mình sẽ đổ sang cái màu, một cái màu vân gỗ bất kỳ. Một cái màu vân gỗ đây. Ok. Và trong lòng này là một màu vân đá. Đấy, anh chị có thể đổ sang màu vân đá. Cách đổ màu này nó cũng rất là quan trọng luôn. Và trong video này thì mình cũng chỉ làm nhanh để anh chị có thể nắm bắt được những kỹ thuật vẽ thôi. Ok, rất là hay đúng không anh chị và các bạn? Ok, đấy. Đây, anh chị có thể so sánh đi. Nó cũng rất là giống rồi đúng không ạ? Đấy. Chỉ còn hai cái phụ kiện, hai cái phụ kiện đấy là cái tủ rượu này và một cái kệ tivi như thế này này là hoàn thành xong một bức vách.
Ok chưa? Đấy, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, ok, và như vậy thì em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị cách để vẽ được tấm ốp lăn sóng và những cái đề co xung quanh như thế này theo mẫu như thế này một cách chuẩn chỉ và chi tiết nhất rồi. Đấy, anh chị nào mà đi ngang mà thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh hàng ngày. Và những cái thao tác vẽ này thì nó rất là cơ bản thôi. Anh chị mà chưa kịp để hiểu thì hãy xem đi xem lại nhiều lần để có thể vẽ được một cách chính xác và chuẩn chỉ nhất. Và video tủ rượu này và cái kệ này em sẽ để riêng một cái video sau cái video này. Chính vì vậy mà anh chị không nên bỏ qua. Hãy xem hết video này để có thể thực hành những cái cơ bản như em vừa vẽ xong. Và đến cái phần tủ này là một cái phần nó rất là phức tạp. Đấy, nên anh chị không vẽ được những cái phần này thì phần tủ nó rất là khó khăn. Vì vậy anh chị cần phải thực hành nhiều lên nhá. Ok, và nếu như mà có cái vấn đề gì mà không hiểu trong quá trình em vẽ thì cũng có thể đặt lại một cái bình luận dưới cái video này để em có thể giải đáp được kịp thời những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Bởi vì những ai mà vẽ đầu tiên thì không thể hiểu hết được bản chất của nó. Chính vì vậy vẽ rất là khó. Ok, và hãy đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video sau. Và em xin phép khép lại video tại đây. Hãy xem hết video sau anh chị nhé.